Kênh Thước Đo Nhật Bản xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị đang xem video. Hôm nay là thứ hai, ngày 14 tháng 8 năm 2023. Video này được phát vào lúc 18 giờ. Cũng như mọi ngày thì mọi người mua hàng vui lòng gọi số điện thoại của em 0961063939. Em tên là Trực nha. Mọi người có thể gọi điện thoại hoặc là gọi Zalo hoặc nhắn tin Zalo đều được nha. Rồi tất cả cái tiền hàng sẽ cộng thêm cái tiền phí ship nha. Bên em sẽ không có bao ship. Tất cả những đơn hàng đều không có bao ship nha mọi người nha. Thì giá cũng hợp lý để mọi người sử dụng nha. Nên là em không có đẩy giá cao nên không có thể bao ship nha. Rồi, mã số 1 là một cái đồng hồ so của Mitutoyo. Cái đồng hồ so này 600 ngàn, hình thức là nó đã cũ rồi ha, hàng bãi cũ. Đó, ngoại hình thì cũ nhưng mà cái hoạt động thì hoàn hảo nha. Rồi. Lẫy hai chiều nha. Dưới lên và trên xuống ha. Cái đồng hồ này thì cái mặt kính ở đây nó có một cái vết rạn nhẹ cho cái ngón tay cái em đây nè. Chủ cái số 17.5 này mọi người nè. Đó, nhưng không ảnh hưởng gì hết nha. Rồi. Cái khoảng đo của cái đồng hồ này đặc biệt một cái là nó đo đến từ 0 đến 1 ly rưỡi nha, từ 0 đến 1.5. Vạch chia là 0.01 nha mọi người nha. Đó, hoạt động ok ha. Rồi, mã số 1 là 600 ngàn nha. Chỉ một cái duy nhất ha, cái loại này rất là ít gặp. Tại vì cái phạm vi đo nên mình có thể đo thô rất là ok ha. Còn loại bình thường thì chỉ có 0 đến 1 ly thôi ha. Rồi, mã số 2 là một cái đồng hồ so mấy bữa nay em bán rất là nhiều loại này ha, 2046S 450 ngàn. Khoảng đo là từ 0 đến 10 mm. Vạch chia 0.01 ha. Mặt lưng phẳng nha mọi người nha. 500 ngàn, khi mà mọi người lắp vào đế từ thì mọi người sẽ lắp trực tiếp vào cái cốt này nha. Trên cái đế từ sẽ có một cái lỗ phi 8. Mọi người lắp trực tiếp vào đây. Sorry, cái này là 250 ngàn nha, không phải là 450 ngàn nha. Số 2. 250 ngàn ha. Rồi, mã số 3 là một bộ đo lỗ ha. Bộ lỗ này thì của hãng Biscoff nha. Nhưng mà cái đồng hồ thì là đồng hồ của Mitutoyo, thì đồng hồ sẽ không có bỏ trong hộp này mà bỏ bên ngoài nha. Mình sẽ bắt buộc phải bỏ cái hộp bên cái đồng hồ bên ngoài, không thể bỏ nào vô đồng hồ. Tại cái đồng hồ Mitutoyo nó bự hơn. Đồng hồ đây là đồng hồ Mitutoyo 2109 ha. Thì cái khoảng đo nó là từ 0 đến 1 mm và cái độ chính xác là một micro nha, 0.001. Rồi. Cái bộ đo lỗ này sẽ đo từ 10 mm đến 10 18.5 mm nha. Đó, mọi người có thể đo tôi 18.5 hoặc là mọi người có thể lên trên lồng đèn lên, thì ở đây em có chuẩn bị ba cái lồng đèn. Bình thường thì một bộ nó chỉ có một cái lồng đèn thôi nhưng cái lồng đèn này rất là dễ mất nha. Đó, nên là em chuẩn bị là ba cái lồng đèn ở đây để mọi đó nhỏ xíu à, nó dễ rớt lắm nha. Nên là chuẩn bị sẵn ba cái lồng đèn 0.5 ở trong cái bộ này luôn cho mọi người sử dụng ha. Thì có thể lên được 19 ha, 10, 11, 12, 13 thì cái khoảng đo từ 10 đến 10.5 là mình đo bình thường. Từ 10.5 đến 11 thì mình sẽ chêm thêm cái lồng đèn vô nha. Chêm thêm mỗi lồng đèn vô. Cái này thì chắc là mọi người biết sử dụng cái này rồi thì mới mua ha. Đó, đây là một cái vật tròn tròn này mọi người biết là gì không? Cái này là cái đồ để mình giống như cái cà lê nha mọi người. Giống như khóa nó có cái hai cái cạnh này. Để mình vặn ha. Đó, để mình siết vào. Thì cái này mình siết vào vừa lực tay thôi nha mọi người nha, không cần phải siết cứng ngắc đâu. Vừa được tay lấy tay vặn không ra là được rồi. Đó thì một cái bộ từ 10 đến 18 mm, mình có thể đo tới 19 luôn ha. Là 1 triệu mốt nha. 1 triệu mốt. Khoảng đo nhỏ này, khoảng đo nhỏ này rất là ít gặp nha mọi người nha. Rồi, mã số 4 là mũi khoan Dommer nha. Mũi khoan Dommer này là của Anh Quốc sản xuất nha. Thì một cái hộp như vậy thì nó sẽ có là 10 cây. 10 cây. Đó, mũi khoan này là mũi khoan 3 ly nha. Mũi khoan 3.0. Tổng chiều dài của nó chỉ có 60 thôi, cái me cắt nó là 35 nha. Đó. Thì một hộp như vậy em bán là bán lẻ nha, là 70 ngàn. Ở đây có là 12 hộp nha. Bán lẻ là tính ra là 7 ngàn một cây ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ha. Nếu mọi người lấy hết là 700 ngàn nha. Còn nếu mọi người mua lẻ một hộp là 70 ngàn. Đó, mọi người mua hết thì 10 hộp là 700 ngàn, tặng hai hộp ha.
Đó, còn nếu mà mọi người mua lẻ thì một hộp là 70 ngàn nha. Hết chỗ này là 120 cây nha mọi người nha. Đó, một hộp là 10 cây. Đó, số 4 nha. Mũi khoan Dormer. Một hộp này là 70 ngàn, nó mua hết thì là 700 ngàn nha, 12 hộp. Là lợi hơn được hơn 100 ngàn nha. Rồi, mã số 5. Ở đây em có là cái bộ dũa thì ở đây có hai bộ nha. Một bộ là 250 ngàn chứ không phải là hai bộ nha mọi người nha. Một bộ này 5 cây 250 ngàn, cái một bộ này gồm có 5 cây ha. Dũa hình tam giác nha mọi người nha. Cái này là hàng Nhật nè. Mới 100% chưa sử dụng một lần nào luôn ha. Chưa một lần sử dụng ha. Thì tất cả cái độ mịn của dũa này là nó bằng nhau hết nha, không có phải là một bộ 5 cây khác nhau mà là một bộ 5 cây giống nhau luôn ha. Đó. Dũa này hôm bữa em cũng có bán mấy bộ rồi. Nhưng hôm nay về được mấy bộ. 250 ngàn một bộ này nha, 50 ngàn một cây. Một bộ là 5 cây là 250 ngàn, dũa tam giác. Rồi cái bảng của nó thì em sẽ đo thử cho mọi người coi, chắc nó tầm 4 ly thôi. À, 5 ly nha mọi người nha. Cái dũa 5 ly. Tam giác nha, ba cạnh. Rồi em sẽ dẹp cái này qua một bên ha. Để quay phim nó dễ. Rồi đến mã số 6. Một cái banh me 50 đến 75 mm, 200 ngàn. Im lặng để quay video đây. 200 ngàn nha. Mấy đứa nhỏ nó nói chuyện hơi lớn tiếng nha mọi người nha. Rồi thì mã số 6 ha, 200 ngàn cái banh me từ 50 đến 75 mm. 50 đến 75 mm ha. À, cái banh me này giá 200 ngàn, đáng lẽ cái vạch này nằm ở ngay chỗ cái giữa này nè nha mọi người, nhưng mà nó không biết làm sao người ta xoay lên đây mà nó cứ ngắt à, em xoay gãy cái khóa luôn không được. Thì để như vậy mình vẫn đo được nha mọi người nha, mình phải nghiêng cái thước lên chút xíu mình mới đọc được ha. Đó, thực tế thì để như vậy nè, mình chỉ thấy được một chút xíu đây ha, phải nghiêng cái thước ra vậy nó hơi bất tiện chút xíu, thì là giá rẻ nha, chứ đúng ra cái thước này phải 400 ngàn nha mọi người nha. Đó, cái thước này mua 300 ngàn rồi nè mà nó bị như vậy nè, không khắc phục được ha. Thì em đã check theo cái block ok rồi nha. Chỉ việc để như vậy và đo thôi ha. Đó, 200 ngàn một cây banh me này từ 50 đến 75 mm, nó hơi lệch hơn chút xíu. Đáng lẽ nó phải nửa giữa góc này nè mọi người nè. Nhưng mà giờ nó lệch lên trên đây. Đó. Không phải nó lệch giữa hẳn lên đây đâu nha mọi người nha. Đó, nó lệch khoảng lên khoảng tầm 5 ly ha. Thì cái thước này đo rất là nhẹ. Rồi, mã 6 200 ngàn nha. Mã số 7 là một cây banh me luôn. Banh me này là của hãng NSK. Phạm vi đo là 25, 125 đến 150 mm, đầy đủ dưỡng kiểm, khóa chỉnh ha. Hộp đồ đàng hoàng ha. Đây cái banh me thì đo rất là nhẹ nha. Cái này đo chính xác luôn, cái đầu này ở đây nó bằng cạc bay nha mọi người nha, hai đầu trên và dưới đều cạc bay hết nha. Đó. Cái này có thể soi gương được đó. Thì cái banh me của hãng NSK nha, phạm vi đo là 125 đến 150 mm, hàng có hộp đầy đủ nha. Đó, 500 ngàn một cái hộp này nha, 500 ngàn nha. Mã số 6 nha. Mã số 6 là ở đây em có là một cái hộp này. Đó, dở ra thì nó thiếu cũng mấy cái nha. 2, 4, 6, 8, một hộp này 20 cây nhưng mà còn có 12 cây thôi ha. Thì ở trên đây là những cái đầu mài cạc bay ha. Cái này mấy anh Kim Hoàng chắc là thích lắm. 2, 4, 6, 8, 10, 12 cây ha. Thì nó nhỏ xíu thôi nha mọi người nha. Nó nhỏ xíu à. Nó nhỏ lắm nha. Thì cái này là chủ yếu là mấy anh làm mỹ nghệ, Kim Hoàng, đồng hồ gì đó thì sẽ cần cái này nha. Cái đầu này đầu khía bằng cạc ba nha. Đó thì một cái hộp này em bán là 100 ngàn nha, 12 cây, chưa tới 10 ngàn cây ha. 100 ngàn, 12 cây ha, một hộp. Rồi mã số 9. Mã số 9 là một cái cán cạc bay ha. Cái cán này hàng mới luôn nha, này chưa sử dụng, có hộp luôn nè. Đó bên trong có tờ giấy.
FSK ha. Đấy, ghi thông số của cái cán này ha. Có một mẫu giấy nhỏ ghi tiếng Nhật nữa, không biết tiếng Nhật nên không có giải thích cho mọi người được ha. Rồi bên trong này là một cái cán bằng cạc ba nguyên khối ha. À, nguyên cán này là bằng cạc ba hết nha. Nó cầm nó nặng nặng tay ha, nó không giống như cái mũi khoan bình thường đâu. Rồi ở trên cái cán này người ta ghép thêm một cái mảnh gì đó màu đen đen ha. Còn cái cán này là nguyên khối bằng cạc ba rồi nha. Đó, cạc ba thì mình lấy cái dũa mình dũa nó sẽ không đi ha. Nó rất là cứng nha. Thì mình sử dụng mà có hư cái đầu này thì mình mài cái này tận dụng tiếp vẫn được ha. Đó. Thì cái cán cạc ba thì mình phải sử dụng cái đá mài kim cương nhân tạo hoặc là cái đá màu xanh, loại xanh da trời giống như cái màu nó, cái màu đá giống màu này nè mọi người nè, là nó chuyên cạc ba nha. Mà cạc ba thì có mấy loại đá, đá mà cạc ba mới mà được nha. Rồi cái cán này vuông 10 nha, kích thước là vuông 10, tổng chiều dài là 100 mm nha. Ở đây cái góc cắt nó người ta để là 60 độ nha, thì em cũng không hiểu là cái góc cắt này sử dụng vào việc gì, ai phù hợp thì liên hệ nha. Đó, cái gạch nhọn này là 0.05R nè, 6 độ rồi 60 độ ha. 6 độ có nghĩa là chắc là cái vát này nè mọi người nè, 60 độ là cạnh này ha. Rồi một cái cán này em bán với giá là 500.000 nha, hàng mới chưa sử dụng luôn, chưa sử dụng lần nào luôn, 500.000 một cái cán này bằng cạc ba nha, không phải thép gió nha. Rồi mã số 10. Mã số 10 là một cái hộp ghi là Noga ha, Unikit. Thì cái hộp này là cái hộp để chuyên lấy ba via với lại chuyên cạo ba via ha. Lấy ba cái ba via thì nó có mấy cái đầu này, nhưng mà trong cái hộp này nó sẽ thiếu. Thiếu mấy mục ha, ba mục. Thì thiếu một cái mục để mình lắp mấy cái đầu nhỏ nhỏ này nha mọi người nha. Thì chỉ còn là sử dụng được một cái đầu này. Đó, cái đầu này để mình chăm ba lỗ và chăm bơ lỗ trên cầm tay về ha, ngoáy ha. Thì những cái bằng nhôm nhựa thì mình cầm bằng tay mình ngoáy nó rất là ok ha, còn sắt thì nó mau hư cái đầu này nha. Còn cái này mà làm nhôm nhựa thì lâu lắm mới hư ha. Nhôm nhựa mà ngoáy cái vát lỗ thì ok. Rồi cái này cái dao ba khía. Cái loại này rất là nguy hiểm nha mọi người nha. Đứt tay cái là khỏi may luôn nha. Nó ba cạnh lận. Thì cái dao này để người ta nạo ba via nha mọi người nha. Người ta cạo ha, người ta cạo nha, người ta cạo ha. Cái dao này rất là nguy hiểm, cái loại ba cạnh này nè, nguy hiểm lắm. Tay một cái là thắt nút luôn á. Rồi, cái cán này của Noga. Còn một cái cây này em không biết để làm gì luôn ha. Thấy tròn tròn rồi. Nguyên một cái hộp này 100 ngàn nha. 100 ngàn mua cái hộp này về thiếu đồ nha. Không đủ đồ, phải có thêm một cái bộ mà để lắp cái này vô nữa thì nó được thêm 50 ngàn nữa rồi, nhưng mà mất ha, mất ba cái vị trí này. Rồi 100.000 mã số 10. Rồi tới mã số 11. Mã số 11 là một cái bộ comba để mình vạch dấu nha. Vạch dấu thì ở đây có một cái là 100 nè, tổng chiều dài 100 ha, 150 ha, SK, cái này của hãng SK nha mọi người nha, nguyên hộp luôn. Rồi cái này là 150, rồi cái này 250 ha. Rồi cái này là một cái để mình đo mấy cái lỗ ha, mình bỏ vô mình đo lỗ xong mình lấy thước mình đo lại ha. Đó, cái nhíp để đo nó khá cứng mà mọi người phải giật ra, em thì em chưa mở này ra. Đó. Rồi một cái này, cái này chắc là 200 rồi. Nhưng mà cái đầu này không có, có một cái này là em thấy cái đầu này không có có cái cạc ba nha mọi người nha. Còn những cái đầu này nè, đó mọi người để cái đó trên đầu này nè, nó cấy một cái khúc cạc ba vậy nha. Đó, một khúc khoảng tầm một 10 ly nha, cấy vào sau cạc ba để mình vạch dấu nó sẽ không có bị mòn nha, nó bén đó. Đầu này có cạc ba nè ha, ba cây ha, cái này cũng có cạc ba nè ha. Thì có cái cây bự này nè là cái đầu nó bằng sắt thôi ha, nó không có cạc ba, nó cũng giống nhau hết ha. Thì cái bộ này nè với cái này hình như nó lạc loài ở đâu vô á, còn ba cái này là trong cái bộ này ha. Đó,
một bộ nó như vậy á. Rồi có một cái cây này, cái móc này hình như là nó nằm trong cái đế từ để mình sang chê ha. Đó, trên đầu này nó cũng có cạc bay nè mọi người nè, để mình kẻ nè. Trên đầu nhọn này nè, trên đầu nhọn này nè ha, nó có cái cạc bay trên đây nha. Đó thì một cái bộ này, trên đây có một cái thước lá của hàng SK luôn nha. Đó, trên đây có một cái thước lá 150 mm của hàng SK luôn, kẹp lên đây luôn. Rồi đóng lại ha. Này thì các bác mà làm hay hay kẻ hay vạch ok lắm ha. Rồi. Một bộ này là 1 triệu nha mọi người nha, 1 triệu bộ này. Đó. Ở đây nó cứ ghi SK nè của hãng ha, của Nhật nha. Rồi tiếp theo là mã số 12, 600.000, một cái hộp này rất là đẹp nha, em không biết để làm gì. Thì thấy đẹp đẹp mua 500.000 về không biết làm gì để đây nha mọi người nha. Đó, ai cần thì sử dụng nha. 600.000, bát lại cho mọi người 600.000 nha. Đó, mã số 12 600.000. Thì ở trên cái tờ giấy này em dịch ra là cái đo cung của cái bánh, cái đường ray nha, đo cung đường ray gì đó. Cái dòng chữ này mọi người nè, đo cung đường ray ha. Thì nó có đây 30, 40, 50, 60, 70 biết cho tới 5.000 luôn nha. Đó. Cái lớn nhất là 5.000 nè mọi người nè. 5.000 mm. Đó, 4.800 ha. 4.600. 4.400. 2002 đó, thì cái bước mà lên lớn thì nó ta là đó, trong đây có ghi nè ha. Rồi cái nhỏ nhất là 30 ha. 40 50. Em thử đo vô rồi, em thử đo cái này rồi nó cũng không đúng ha, không đúng, đo cung R nó cũng không đúng ha. Cái này thì không biết để làm cái gì luôn, thấy đẹp quá. Cái này vật liệu là mica nha mọi người nha, mica. Nó dày khoảng 2 ly. Hơn 2 ly chút xíu ha. Đó. Thì một hộp này nó nhiều miếng như vậy nè, rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Đó. Bác nào mà biết sử dụng để làm gì thì mua nha, 600.000 một hộp này. Cái hộp này làm rất là đẹp nha, chiều dài của hộp này là 470 ha, 475, bề ngang nó là 175, cao 70 ha, gần 70, 68 ha. Rồi hộp này 600.000 nha, 600.000. Đó, trong này người ta xếp ngay ngắn vậy ha. Rồi mã số 13 là một cái bộ khóa trồng ha. Khóa trồng ở đây thì người ta có để nè, 8 đến 10 nè, 11 đến 13, 12, 14, 14, 17, 19, 22, 24, 28 ha. Cái bộ này là của hãng Tôn nha. Tôn. Đây. Tôn Tôn nha. Này hàng Nhật theo công về luôn nha mọi người nha, em mua hàng là xuống công luôn nha, 8-10 nè. Hôm nay em sẽ làm một cái video mà đi mua hàng hàng bãi ha, rất là nhiều đồ nha, máy móc rất là nhiều luôn. 13-11 nè, đó, một cái hộp là đủ đồ luôn nha mọi người nha, full như vậy luôn nha, không có thiếu gì hết. Hộp này là 650.000 nha, còn khá là mới nha, không phải là hàng mà xài nát nha mọi người nha. Đó, khá là đẹp luôn nha. 8, 10, 11, 13. Đây mọi người thấy không? 8, 10 nè, 11, 13. 2, 4, 6 cây. Ở đây cũng 2, 4, 6 cây ha. Đủ bộ nha. Đó, nó có một cái hộp sắt bên ngoài rất là đẹp. Đóng lại ha. Rồi, mã số 14 là một cái hộp cũng của hãng Tôn luôn nha. Hộp đồ nghề này thì cái này là hộp lục giác. Trên đây người ta có ghi nè, một cái đầu chuyển nè, một cái đầu nối dài, một cái đầu 3 này, 4, 5, 6, 8, 10, 12 luôn ha. Có nghĩa là mình sử dụng lục giác mình từ 3 đến 12 luôn ha, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ha. Thì có một cái cần này. Đó, đầu này hình như là đầu 1 phần 2 ha. Cần tự động nha, mình sẽ cắm nó vào, cái viên bi nó sẽ vào cái lỗ ha. Rồi. Đó. Và mình đảo chiều thì gạt cái công tắc này qua đây ha. Đảo chiều lại ha. Đó. Rồi. Full bộ nha, không có thiếu gì hết. 650.000 luôn nha. Đó.
Nếu mà ai mà lấy cả hai bộ này nè, là bao ship nha. Còn lấy một bộ thì không bao ship. Đó, lấy hai bộ thì nó bao ship nha. Đó, còn lấy một bộ thì không thể bao ship được ha. Rồi, video của em đến đây là kết thúc nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người. Có thể là ngày mai hoặc là 2 ngày nữa em mới quay được nha. Thì nếu mà ngày mai rảnh thì sẽ quay tiếp, còn chưa rảnh thì sẽ là thứ tư nha mọi người. Rồi, xin chào mọi người rất là nhiều. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều nha.